Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bão Thể Thao. Và trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn với Emin điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. Bruno Fernandes có thể rời Man United. Paul Pogba chính thức thông báo chia tay MU. Man United tăng giá 50 triệu quyết mua Ruben Neves. Và còn rất nhiều thông tin khác, sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. Bruno Fernandes có thể rời Man United. Tờ Express tiết lộ, Man United và Fernandes xảy ra xung đột về vấn đề gia hạn hợp đồng. Việc chỉ kiếm được 100.000 bảng một tuần khiến Fernandes không hài lòng. Theo đó, con số này quả thật kém hơn nhiều so với những đồng đội khác. Chưa dừng lại ở đây, giờ for photo, Fernandes đứng trước khả năng chia tay sân Old Trafford ngay khi mùa giải này khép lại. Ở chiều hướng ngược lại, không thiếu những đội bóng lớn săn đón số 18 này. Anh được trang transfer mắt định giá lên tới 81 triệu bảng. Ngày Fernandes rời Man United, đó là cú sốc rất lớn đối với cổ động viên Man United. Tuy nhiên, mọi chuyện hoàn toàn có thể xảy ra ở thời điểm này. Paul Pogba chính thức thông báo chia tay MU. Truyền thông Anh hôm nay đồng loạt đưa tin, tương lai của Paul Pogba tại MU cuối cùng cũng đã được quyết định. Tuyển thủ Pháp đã công khai nói với ban lãnh đạo MU ý định chơi cho đội bóng cho đến khi hết hợp đồng vào tháng 6 năm 2022. Sau đó, Pogba sẽ gia nhập Real Madrid theo dạng tự do. Trước đó, MU từng quyết tâm giữ chân tiền vệ người Pháp khi đề nghị mức lương lên đến 500.000 bảng trên một tuần, thế nhưng Pogba vẫn quyết tâm ra đi. Man United tăng giá 50 triệu quyết mua Ruben Neves. Hàng tiền vệ đang là tuyến thi đấu bất ổn nhất của MU ở thời điểm hiện tại. Ngoài Scott McTominay chơi ổn định thì những cái tên còn lại đều có vấn đề. Huấn luyện viên Rangnick rất muốn lãnh đạo Quỷ Đỏ đưa về thêm một tiền vệ chất lượng, qua đó chơi bên cạnh cầu thủ người Scotland. Mục tiêu hàng đầu của MU là Rice của West Ham, nhưng đội bóng thành London hết giá 100 triệu bảng cho ngôi sao của mình. Nửa đỏ thành Manchester sẽ không đáp ứng đòi hỏi của West Ham. Họ đã chuyển hướng sang mục tiêu khác là tiền vệ Ruben Neves của Wolves. Cầu thủ sinh năm 1997 này là trụ cột của bầy sói trong những mùa giải gần đây. Anh được đánh giá có sức mạnh và khả năng phán đoán tốt. Neves công thủ toàn diện và cũng được đánh giá rất cao ở tinh thần thi đấu. Anh được Rangnick ngưỡng mộ. Phía Wolves mới đây thừa nhận Ruben Neves muốn ra đi và khả năng giữ chân ngôi sao người Bồ Đào Nha là rất khó. MU dự định chi 30 triệu bảng nhưng Wolves đã thẳng thừng từ chối. Bầy sói muốn 50 triệu bảng cho ngôi sao của mình. Theo Express, Quỷ Đỏ chấp nhận đáp ứng yêu cầu về số tiền chuyển nhượng mà Wolves yêu cầu. Tuy nhiên, MU chỉ chấp nhận trả 37 triệu bảng tiền mặt, số còn lại phụ thuộc vào những đóng góp của cầu thủ 24 tuổi. Gặp sếp lớn MU để nói chuyện, Ronaldo quyết tâm dứt áo ra đi. Cụ thể, tờ The Sun khẳng định Ronaldo đã có cuộc nói chuyện với giám đốc điều hành sắp tới của Man United là Richard Arnold trong tuần này. Trong đó, anh nói rõ ràng rằng anh muốn được chơi bóng ở cúp C1 vào mùa giải tới. Nếu không được đáp ứng điều này, CR7 sẽ ra đi. Và nó càng có cơ sở hơn khi mới đây Ronaldo đã tỏ ra vô cùng bất mãn khi bị thay ra sân ở phút 71 để nhường chỗ cho Harry Maguire. Chân sút sinh năm 1985 sau khi rời sân đã bực tức và quăng áo ngay trước mặt các đồng đội. McTominay, người hùng thầm lặng của MU trước Brentford. Dù không phải là người ghi bàn, cũng không có các pha cứu thua xuất sắc như De Gea. Song, màn trình diễn mà McTominay thể hiện khiến nhiều người phải dành cho anh những lời ngợi khen. Không quá khi nhận xét, tiền vệ người Scotland chính là người hùng thầm lặng ở chiến thắng MU mới có được. 2 trên 3 pha lập công của Quỷ Đỏ tạo ra trong màn so tài nói trên đến từ những tình huống thu hồi rồi sau đó triển khai bóng của cầu thủ này. Trước khi dính chấn thương ở khoảng thời gian cuối trận và phải rời sân, McTominay sở hữu các thống kê cực kỳ ấn tượng. Cụ thể, anh có tổng cộng 69 pha chạm bóng, tung ra 43 đường chuyền chính xác, đạt tỷ lệ lên tới 90%, đồng thời có 5 trên 6 pha qua người thành công. Trong nhiệm vụ chính là hỗ trợ phòng ngự, McTominay có 11 lần thu hồi bóng, 9 tình huống tranh chấp thành công. Ngoài ra, anh còn thực hiện 4 tình huống cản phá bóng, 2 pha tắc bóng cùng 2 lần đánh chặn thành công. Đây là những thống kê quá xuất sắc của cầu thủ này, đủ để cho thấy anh đã có một trận đấu thuyết phục ra sao trước Brentford. Sau cuộc so tài vừa rồi, cựu trung vệ MU Rio Ferdinand đã chia sẻ lên mạng xã hội dòng trạng thái về nội dung. Với tôi, Scott McTominay là cầu thủ hay nhất ở trận đấu này. Dù dính chấn thương và phải rời sân ở những phút cuối, song theo tiết lộ, đó không phải là vấn đề quá nghiêm trọng. Sẽ không bất ngờ nếu McTominay tiếp tục có tên ở đội hình xuất phát MU khi họ chạm trán West Ham tại vòng 23 ngoại hạng Anh diễn ra vào 22 giờ ngày 22 tháng 1 tới. Ghi bàn cho MU, sao trẻ gửi thông điệp ý nghĩa tới Ronaldo. Chia sẻ sau khi giúp câu lạc bộ giành 3 điểm trọn vẹn ở thủ đô London, Olenga ngoài việc nói lên niềm vui đã không quên gửi thông điệp ý nghĩa tới người đàn anh Ronaldo. Cụ thể, tiền vệ này cho biết,
Tôi thực sự hạnh phúc với bàn thắng mình có được ở trận đấu này, nhưng tôi cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để có thể thi đấu thêm nhiều bàn thắng cho câu lạc bộ. Ở hiệp 2, chúng tôi đã chơi tốt hơn hẳn so với trước đó. Bàn thắng đầu tiên đã thực sự giúp đội bóng cởi bỏ được áp lực và nâng tầm câu lạc bộ. Những bàn thắng tiếp theo đã tới và đó là điều tuyệt vời. Việc được chơi bên cạnh Rondo quả thực là một niềm vinh dự. Anh ấy đã chỉ bảo cho tôi rất nhiều trong buổi tập và cả ở trên sân. Vì thế, tôi luôn muốn được tận hưởng những giây phút được sát cánh bên cạnh anh ấy. Phát biểu nói trên cho thấy sự khiêm nhường nhưng đầy khát khao của Lenga. Đó là điều mà người hâm mộ luôn chờ đợi ở một cầu thủ trẻ. Ở tuổi 19, tương lai phát triển với chân sút người Thụy Điển là rất lớn. Trong hai trận đấu gần nhất khi được đá chính, Lenga đều đã để lại những dấu ấn đậm nét. Điều ấy giúp cho Rangnick có thêm nhiều sự lựa chọn trên hàng tấn công, qua đó tạo thêm tính cạnh tranh giữa các vị trí. Rangnick đã giải được bài toán mang tên Bruno Fernandes. Màn trình diễn tốt của Fernandes trước Brentford lý giải việc huấn luyện viên trưởng Manchester United phải thay đổi sơ đồ và lối chơi của đội bóng thời gian gần đây. 4-2-2-2 là sơ đồ ưa thích của huấn luyện viên Rangnick, nhưng nó không thật sự phù hợp với những con người quỷ đỏ hiện có. Đặc biệt, ở vị trí của Fernandes khi tiền vệ người Bồ Đào Nha được trọng dụng trong sơ đồ 4-3-3 hay 4-2-3-1 quen thuộc như dưới thời Ole Gunnar Solskjaer, MU có kết quả khởi sắc hơn. Chính thuyền trưởng MU sau trận đấu với Brentford thừa nhận Fernandes hợp với hệ thống 4-3-3 hơn việc phải chơi trong sơ đồ 4-2-2-2. Thay vì cố định ở vai trò số 10, Bruno Fernandes chơi tốt hơn khi được đá rộng trong sơ đồ 4-3-3. Ba trận đấu gần nhất Fernandes đá chính cho MU, Quỷ Đỏ chơi với sơ đồ 4-3-3 hoặc 4-2-3-1. Sau giai đoạn thường phải ngồi dự bị dưới thời chiến thuật người Đức, mọi thứ thay đổi với cự sao Sporting Lisbon. Quỷ Đỏ thắng 2, hòa 1 khi tiền vệ người Bồ Đào Nha có tên trong đội hình xuất phát với 2 bàn và 2 kiến tạo của Fernandes trong 2 trận gần nhất. Rangnick khẳng định cầu thủ 27 tuổi đang trở lại với phong độ tốt nhất của mình trong màu áo MU. Trước Brentford, Fernandes có 2 kiến tạo, 4 lần tạo cơ hội cho đồng đội. Tỷ lệ chuyền bóng chính xác của anh lên tới 81%. Brentford thật sự áp đảo MU trong hiệp 1 và vài giai đoạn ở hiệp 2. Tuy nhiên, khi các cầu thủ Man United khai thác tốt các khoảng trống do đội chủ nhà để lại, thì họ ghi tới 3 bàn vào lưới đối thủ. Chất lượng nhân sự tốt hơn giúp MU kết liễu Brentford trong các tình huống cụ thể. Đường chuyền dọn cỗ của Fernandes cho Mark Rashford ghi bàn, tiếp tục thể hiện những phẩm chất tốt nhất của cầu thủ người Bồ Đào Nha. Anh di chuyển rộng, sẵn sàng pressing và lùi về hỗ trợ phòng ngự, nhưng luôn có mặt khai thác các khoảng trống ở phần sân đối thủ. Fernandes chẳng phải mẫu tiền vệ số 10 chơi quá khéo léo hay kỹ thuật. Anh không thật sự thoải mái khi phải bó hẹp phạm vi chơi bóng trong sơ đồ 4-2-2-2. Việc huấn luyện viên Rangnick bắt đầu trọng dụng tiền vệ sinh năm 1994 và đổi cách chơi của MU mang đến nhiều tia hy vọng. Fernandes thực hiện tới 25 đường chuyền về phía 1/3 cuối sân của Brentford. Con số đó phản ánh phần nào cách tiếp cận trận đấu của đội khách. Cầu thủ người Bồ Đào Nha xuất phát ở vị trí tiền vệ trung tâm, thường chơi lùi sâu để hỗ trợ hàng thủ MU khi Brentford gây áp lực. Thế nhưng, khi cần, Fernandes sẵn sàng lao lên để khai thác các khoảng trống do đối thủ để lộ ra. Pha thoát xuống đối mặt thủ môn Brentford rồi chuyền cho Greenwood chỉ là một trong nhiều tình huống tham gia tấn công của Fernandes trận này. Trước đó, khi đối đầu Aston Villa, Fernandes có cú đúp trong vai trò tiền vệ lệch trái của sơ đồ 4-3-3. Việc được đá rộng giúp Fernandes phát huy hết nguồn năng lượng và cảm quan không gian của mình. Trong bối cảnh Quỷ Đỏ chơi kém trong giai đoạn đầu năm mới, các bàn thắng và kiến tạo của tiền vệ người Bồ Đào Nha giúp ích cho đội bóng rất nhiều. Sau 2 năm chơi bóng tại ngoại hạng Anh, Fernandes ghi dấu dày vào 58 bàn thắng cho MU trong 71 lần ra sân. Thống kê đủ nói lên tầm quan trọng của ngôi sao mang áo số 18 ở St Ojenford. Mục tiêu thiết thực với nửa đỏ thành Manchester mùa này có lẽ là một suất trong top 4 và tiến sâu ở Champions League. Để làm được điều đó, huấn luyện viên Rangnick cần tạo điều kiện để Fernandes phát huy khả năng của mình. Một huấn luyện viên giỏi là người luôn biết cách sử dụng tốt nhất những con người đội bóng hiện có. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.